Chào các bác, em đang ở trước cửa nhà vườn Việt Hội đây nhá, và xem có những cây gì bác nhá, có cả số điện thoại nữa, bác mà thích cây nào liên hệ nhá. Bắt đầu vào nhá. Đầu cổng vào là cây chuối rất đẹp, cây chuối. Cây dưới rất là hoành tráng. Để mình xem nhé. Đây nhé. Mặc dù khuôn viên rất là chật nhưng người ta bố trí những cái bệ ấy này nhé. Cái bác nào mà nhà chật thì mà nhiều cây cũng làm kiểu này cũng rất hay. Đấy. Đến là một cây me. Cây me nho nhỏ. Trực. Khá đơn giản nhưng mà lại rất hay. Đấy. Toàn bộ là bonsai các bạn. Cây xanh. Con xanh này rất đẹp các bạn. Đấy, các nhìn. Xanh. Nhỏ nhưng mà rất dài. Con thăng. Gốc tường vi. Tường vi có tí gỗ lũa ở trên. Nhiều cây thì khá là đơn giản nhưng mà khi mà cho vào cái chậu nó đẹp đẹp tí thì nhìn nó khác hẳn này các bạn. Đúng cối. Những con xanh này cũng khá là hay. Xi bám đá. Dưới là thả nước. Còn sâm núi. Sâm núi tiếp, con này rất dài. Khá đẹp. Nhìn các bác nhìn cái bộ gốc của nó ấy. Rất dài. Con sung lắm Huyền. Sung mini. Này mà có quả nữa thì tuyệt vời. Nguyệt quế. Xanh. Còn hoa giấy. Hoa giấy. Linh sam. Đẹp.
cụm rừng Hải Châu. Cụm Hải Châu đẹp quá. Này có quả này tuyệt vời. Chắc bách diệp. Nhỏ nhưng mà rất dài. Cụm rừng Mai Châu Thủy. Cụm Mai Châu Thủy. Hay đấy. Này, con sông núi này rất hay này. Kiểu thế liễu rủ. Trông trên cái khay rất đẹp. Đấy, con sông núi này. Trên cặp tùng cối. Và lịch sử này rất hay, rất kỹ, rất kỹ. Bác nhìn tay rất kỹ. Cây mun đen rất mun đen rất to. Bên kia cũng của nhà mình hả chị? Đó. Bên này cũng của nhà mình à? Đó. Nhiều cây đẹp quá. Ui, wow, gốc si này hoành tráng quá. Ai chà, con xanh này hay đấy. Cái thông này đẹp quá chị nhỉ. Quá đẹp. Cây này bao tiền chị? Có bán không ạ? 20 triệu đúng không? Cây như cây nhập ấy chị nhỉ? Đẹp thế. Xanh mướt. Quay này có bác nào quan tâm thì đến mà đẹp quá, nhỏ mà đẹp quá. Đấy.
Cây đẹp không? Nguyệt quế. Cây trần. Cây ổi đẹp quá nhỉ. Tây tán. Những cây về ở đây là đều bán hết đúng không chị? Bán hết ạ. Xem vẫn là quan tâm về bác đi tuyến. Rất nhiều cây đẹp. Nhiều quá, không quay được hết. Trong kia có cây kim quýt này, nhưng mà không rút được vào. Nhìn thật mới đẹp, như quay không đẹp mày.